người đàn ông nhặt được món đồ thần bí ở bờ biển. Sau khi về nhà định nghiên cứu, lại phát hiện một chỗ thần kỳ. Nhưng đến tối vật này phát ra ánh sáng thần bí, hơn nữa còn có âm thanh kỳ lạ. Mở ra lần nữa, bên trong là một chiếc đĩa game. Khi cắm vào máy game, cả căn phòng tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. 20 năm sau, bốn người này đang dọn dẹp phòng chứa đồ, phát hiện một chiếc máy game cũ kỹ. Khi họ ấn nút bắt đầu, ánh sáng kỳ dị kia lại xuất hiện. Sau đó, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Bốn người hóa thành khói bị hút vào trong. Sau đó, họ rơi vào một khu rừng nguyên thủy. Cậu bạn gầy gò biến thành anh trai cơ bắp. Nhìn bắp tay dữ dội này, đến bản thân anh ta cũng không dám tin. Anh chàng lưng hùm vai gấu biến thành một anh da đen. Cô gái mọc sách lại biến thành cô gái sexy với thân hình nóng bỏng. Thảm nhất là cô nàng hoa khôi biến thành một ông chú râu ria xồm xoàm. Khi mọi người đang nghi ngờ nhìn nhau, cãi nhau chuyện gì đang xảy ra, thì một con hà mã khổng lồ vô tình nuốt gọn Bethany. Những người khác sợ đơ người. Đồng đội tèo ngay từ đầu cuộc chơi. Khi mọi người cãi nhau xem ai đi cứu người, thì bầu trời vang lên tiếng tinh tinh. Bethany ngã từ trên trời xuống đất. Không sai, anh ta sống lại rồi. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, con quái thú kia lại đuổi tới. Spencer phản ứng nhanh nhất bỏ chạy trước. Không chạy bao xa, lại thêm một con chặn đường há miệng đợi họ chạy vào. Đúng lúc này, một chiếc xe Việt dã dừng trước mặt họ. Cái xe ghẻ này còn mở cửa tự động được nữa. Bốn người được cứu đi thành công. Ông chú lái xe là nhân vật trong trò chơi, cũng là người hướng dẫn ở đây. Ông chú nói cho họ nghe câu chuyện ở đây. Rất nhiều năm trước, một người tên Van Pelt dẫn đám người vào rừng. Van Pelt móc viên đá quý trên bức tượng đá, dính lời nguyền của tượng đá. Lòng tham bị phóng đại vô hạn, có năng lực của người triệu hồi. Hắn làm đủ chuyện ác, người hướng dẫn không thể chịu nổi nữa. Nhân lúc hắn ngủ, trộm viên đá quý từ tay hắn. Van Pelt tỉnh dậy đã thề, nhất định phải băm vằm kẻ trộm viên đá. Ông ấy kể chuyện xong, thì nhét viên đá cho Spencer đang đần mặt. Sau đó nói, giao nhiệm vụ cứu thế giới cho các bạn. Chỉ khi đặt viên đá lại bức tượng, các bạn mới có thể quay về hiện thực. Ông ấy để lại một tấm bản đồ, nói với Spencer, nhất định phải ra chợ tìm ra phần còn thiếu. Sau đó lái xe bỏ đi. Spencer là người cường tráng nhất trong nhóm, đảm nhiệm chức đội trưởng. Anh ta vô tình mở kỹ năng bảng giới thiệu, phát hiện kỹ năng của mình là leo trèo nhanh, boomerang và ánh mắt sát thủ thâm trầm. Không có nhược điểm, mỗi người bọn họ đều có kỹ năng đặc biệt. Đương nhiên cũng có nhược điểm tương ứng, thảm nhất là anh da đen. Nhược điểm của cô nàng có sức mạnh, tốc độ và bánh, là người nhiều nhược điểm nhất. Bethany thì là tiến sĩ hóa học, cũng chỉ có anh ta mới hiểu được bản đồ hóa học. Khi họ đang nghiên cứu vị trí bản đồ, một quả tên lửa bay qua trước mắt, làm mọi người giật mình. Sau đó một đám dân tổ bay qua. Spencer quay lại, tuyệt vời lắm. Các đồng đội đều rất tự giác, hỏa lực của hội dân tổ cũng không phải chuyện đùa. Bắn nổ lung tung, Spencer phát hiện tốc độ của mình rất nhanh, vèo cái là biến mất, mà Free tốc độ chậm nhất, lại trở thành kẻ áp cuối. Ở một diễn biến khác, thấy Bethany sắp nhận cơm hộp, Martha nhảy qua, tung một cú đá. Martha còn nghi ngờ sao mình mạnh quá vậy. Bên Spencer, Free lấy một chiếc boomerang trong ba lô ra. Không phải là vũ khí sở trường của Spencer đó sao? Nhưng dùng thứ này sao đấu được với vũ khí nóng? Nhưng lúc này cũng không tính toán được nhiều nữa. Spencer ném thẳng ra, kết quả chẳng đánh trúng gì. Hai người quay lưng bỏ chạy. Nhưng cứ chạy mãi, boomerang đã quay lại, đánh gục bốn tay đua. Tiếc là boomerang chỉ có tác dụng một lần. Lại có thêm dân tổ đến, Spencer quyết định cõng Free. Hai người còn lại cũng đang chạy thục mạng. Họ bị đuổi tới vách núi. Bên dưới là thác nước siêu cao. Thấy dân tổ sắp đuổi tới, Martha nhảy xuống trước, Bethany cũng theo sau. Nhưng Spencer không muốn nhảy. Free cuống quá, nhéo tay Spencer đẩy về phía trước. Mọi người bình an vô sự, nhưng Martha phát hiện ngực mình bị thương, lập tức hóa thành máu. Mọi người đều đần mặt, sao người có thể biến mất vậy chứ? Lúc này, tiếng tinh tinh lại phát ra trên không. Martha rơi xuống trúng Free. Đúng vậy, Martha cũng hồi sinh rồi. Spencer phát hiện hình xăm trên tay Martha mất một vạch. Anh ta đoán đây có thể là ba mạng trong trò chơi. Sống lại một lần trừ một vạch, cũng tức là nếu bị giết ba lần, thì họ sẽ bỏ mạng trong trò chơi luôn. Muốn sống sót chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc cấp bách, họ phải tìm được phần còn thiếu của bản đồ. Họ đến chợ, thấy Bethany ăn bánh. Free không tin cũng ăn một miếng. Cậu ta cảm thấy nhược điểm bánh ngọt rất buồn cười. Sau đó tự nhiên nổ tung, tiếng chuông quen thuộc vang lên. Đúng vậy, kẻ phá hoại Free đã phí một mạng. Tiếng động bên này thu hút binh lính. Spencer sợ hãi chạy trước, chạy mãi, thì bị một anh cơ bắp chặn lại. Spencer tránh mọi tấn công theo bản năng. Một cú móc lên, đánh bay anh cao to lên trời. Lần này Spencer đã tin, trực tiếp lao lên đón địch, quật một phát, cú người tránh đao, double kill, triple kill, quarter kill. Vũ khí tấn công từ xa cũng bắt gọn. Đây hoàn toàn là ký ức cơ bắp của cơ thể này. Spencer nhanh chóng xử hết mấy tên lắt nhắt, đánh đại một phát, người bị đánh đâm qua hai lần tường. Một tiếng súng vang lên, hội hóng hớt chạy tứ tán. Van Pelt xuất hiện,
Spencer sợ hãi. Đúng lúc mấu chốt, một viên đạn khói bay đến. Một người đàn ông bí ẩn cứu họ. Anh ta thành thạo mở nắp giếng. Tất cả tạm thời thoát một kiếp nạn. Họ chạy lên qua từng lớp cửa ngầm. Hóa ra người này là đồng đội họ cần tìm. Anh ta là phi công Alex. Anh ta bị kẹt trong này 20 năm rồi. Alex nói với họ, phải vượt qua cửa ải cuối cùng. Nhất định phải tìm được phương tiện giao thông từ kho. Nhưng bên ngoài kho có thủ vệ cầm súng. Phải giải quyết được họ. Họ muốn thử dùng mỹ nhân kế. Bethany đang dạy Martha cách trở nên quyến rũ. Có lẽ bạn cảm thấy anh ta không xứng. Nhưng bạn không biết rằng, bên ngoài thì anh ta râu quai nón, nhưng nội tâm là linh hồn hoa khôi gợi cảm. Nhìn đi Bethany dáng đi xinh đẹp, một bước hai bước, vừa đi vừa đánh hông, sau đó hất tóc đầy thành thạo. Còn Martha thì hất cái thành sắc sống. Được rồi, học biểu cảm gợi cảm nào. Martha học ra một khuôn mặt hung dữ, giống như ai nợ cô ấy tiền vậy. Hóa ra trước khi vào trò chơi, bên trong cơ thể Martha là một cô mặc sách, hoàn toàn không biết ăn vận. Nhưng để vượt qua ải này, cô buộc phải dùng mỹ nhân kế thu hút sự chú ý của bảo vệ. Chỉ thấy Martha lại gần từng bước, lắc cơ thể ma quỷ, nhưng lại như xác sống bước đi, sau đó hất đầu, trông như bị khùng. Bảo vệ không những không bị thu hút, còn nghiêm túc nhìn cô và hỏi, cô là ai? Giờ thì thôi rồi, bỗng dưng chiếc đài bên này phát nhạc. Martha lập tức thể hiện kỹ năng nhảy múa, thu hút tên bảo vệ thành công. Đồng đội cũng đã vào được nhà kho, bên trong có các loại phương tiện giao thông, có cả máy bay trực thăng. Nhưng Free đụng vào xe mô tô phát ra tiếng động, thu hút sự chú ý của bảo vệ. Martha thấy bị lộ bèn ra tay quyết đoán, tên bảo vệ không đề phòng bị đánh, nhanh nhẹn giải quyết bảo vệ. Đợi Martha tụ họp, phi công lái trực thăng đưa mọi người đột phá vòng vây. Đáng buồn là dây móc quạt của trực thăng bị bắn rơi, vậy nên chỉ có thể bay là mặt đất, bị đám tê giác trong khe núi coi là con mồi. Lúc này Spencer ra tay, tay không trèo lên máy bay, tay phải giữ cắn quạt. Lúc này tê giác đụng vào đuôi máy bay, suýt nữa hất bay Spencer. May mà vào lúc mấu chốt, Spencer đã sửa xong cắn quạt, tất cả an toàn ra khỏi khe núi. Không lâu sau, họ đã đến cửa ải cuối cùng, pho tượng đá báo đốm. Chỉ cần đặt lại viên đá lên tảng đá, thì họ sẽ ra khỏi trò chơi. Nhưng một đám báo canh giữ xuất hiện, đằng sau lại có hội dân tổ đuổi theo. Lần này Free đề nghị chia ba cánh, để Martha đối phó với đám lắt nhắt. Alex dẫn báo đi, Spencer cướp một chiếc mô tô, nhanh chóng chạy về phía tảng đá, nhưng lại bị một con báo phát hiện. Spencer quay đầu nhìn, một đám báo đã đuổi theo. Trong lúc nguy hiểm, Spencer lợi dụng súng phun lửa trên xe, vừa lái xe vừa bắn, vây quanh chúng, thành công bao vây đám báo lại. Khi Spencer đến chân núi, Van Pelt đã đợi sẵn. Bethany trở thành con tin, hắn ép Spencer giao viên đá ra. Spencer vừa định nói anh ấy không giữ viên đá, thì Free đã cưỡi voi lao tới, tay cầm viên đá. Van Pelt nổ súng, làm con voi giật mình. Viên đá bị hất lên cao, Martha muốn Spencer lên tảng đá trước, còn cô đi lấy viên đá. Martha thể hiện khinh công trèo lên cao. Viên đá nằm giữa đám rắn, Martha bạo gan cẩn thận nhảy vào, cuối cùng đã lấy được viên đá. Van Pelt cũng đuổi kịp, hắn điều khiển đám rắn, ép Martha giao viên đá ra. Chẳng lẽ nhiệm vụ thất bại ở đây sao? Sao có thể? Nhược điểm của Martha là chất độc, hơn nữa cô còn có hai mạng. Martha cố ý để rắn cắn lên đùi, sau đó nở nụ cười đắc thắng rồi biến mất. Tiếng chuông vang lên trên không, Martha từ trên trời rơi xuống. Spencer cũng lên đến đỉnh núi. Anh ta tung dây thừng móc lên tảng đá, y như con khỉ, nhận được viên đá từ tay Martha giữa không trung. Mà đáp đất an toàn, Spencer đặt viên đá vào chỗ lõm. Lập tức, một nguồn sức mạnh khổng lồ quét qua khu rừng, Van Pelt hóa thành khói bụi. Cả khu rừng khôi phục diện mạo ban đầu, trò chơi chính thức kết thúc. Các thành viên trong nhóm trở về hiện thực. Đến đây, bộ phim kết thúc. Bộ phim này nói với chúng ta, chỉ cần biết cách phối hợp cả nhóm, chuyện khó khăn thế nào cũng không thành vấn đề. Được rồi. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu thích hãy theo dõi nhé. Hẹn gặp lại lần sau.